Nếu bạn làm gì thì gọi nó là cái gì? Ataxia motriz. Oui, mais il y a un nom pour ça. Puis, lavez-vous les dents avec une brosse à dents. Oui. Ça s'appelle l'assimilation du corps à l'objet. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre le thème ou la brosse, ils assimilent le corps à l'objet. Oui. Ça, c'est un signe d'apraxie très intéressant. Oui, khám cái ataxia đó thì mình nói bệnh nhân làm, mình không có đưa cái dụng cụ cho bệnh nhân làm, nhưng mà mình nói bệnh nhân yêu cầu bệnh nhân làm, ví dụ cái bệnh nhân chảy răng thì bệnh nhân đưa lên chảy răng, dấu hiệu để khám ataxia. Đầu tiên là cái này là khám cái ataxia về vận động, bắt sử dụng động tác về vận động, nó kêu bệnh nhân làm những cái động tác đó, nó làm được không? Cái đó là những cái khám ataxia đơn giản. Thường là bệnh nhân khi làm những cái đơn giản thì tại bệnh nhân cũng có thể là không làm được rồi. Và cái cách khám thứ hai là yêu cầu bệnh nhân là có thể cho bệnh nhân là cặp cái lượng chải tóc hoặc là cặp cái màng chải dưới răng. Còn nếu như mà khi mình làm như vậy mà bệnh nhân sử dụng cái tay của bệnh nhân để bệnh nhân làm, ví dụ bệnh nhân đưa tay lên bệnh nhân vuốt tóc hoặc là bệnh nhân đưa tay bệnh nhân chải răng thì cái đó cũng là một cái dấu hiệu của ataxia. Khi là ở bên Pháp thì ta có động tác làm như là cảm thấy là mình đang nghiêng cái đầu lên thì có thể để cái tay làm gì. Donc il faut aller parfois le geste du moteur simple, ça c'est ce qu'on appelle la praxis mobile. D'aller vers les temps le plus en plus abstrait pour répondre à des gestes symboliques comme le salut militaire ou un conseil. Il faut tester les différents degrés d'apraxie. Hoặc là những cái động tác kêu bệnh nhân là đưa tay lên chào kiểu quân đội, nó đưa bệnh nhân nó làm được không? Thì đó là những cái test mà nó hơi chuyên sâu hơn, hơi cao cấp hơn. Nhưng mà khi mình khám có thể làm cái test đơn giản như hồi nãy đó, mình kêu bệnh nhân đối ngón tay thôi thì bệnh nhân có làm được không? Donc il y a une négligence, hein, ils ne se servent plus de ce bras, et même sur ordre, ils vont regarder leurs mains, mais ils vont pas savoir l'utiliser. Bệnh nhân sẽ không có sử dụng cái chi của mình nữa, và cái chi của bệnh nhân đó thì bệnh nhân không có điều khiển cái hoạt động của cái chi. Alors là aussi, il y a des critères